Hiện cả nước đã ghi nhận 150.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đáng lưu ý là từ đầu tháng 10 đến nay, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng đột biến. Ngành y tế cho biết hiện cả nước đã ghi nhận 150.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Đáng lưu ý là từ đầu tháng 10 đến nay, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng. Chỉ riêng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì trung bình mỗi ngày có khoảng 30 bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Đáng nói xuất hiện nhiều thai phụ mắc sốt xuất huyết với những biến chứng nặng. Bệnh nhân này được đưa vào Bệnh viện nhiệt đới Trung ương khi đã ở ngày thứ 7 của bệnh sốt xuất huyết với biểu hiện băng huyết nặng. May mắn chị đã được điều trị kịp thời nên sức khỏe hiện đã ổn định. Bắt đầu từ 2 ngày trước đấy là em xuất hiện tình trạng rong kinh và đồng thời là cũng có những cái nốt ban tím lên thì mới đi viện. Từ đầu tháng 10 trở lại đây, số bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có dấu hiệu tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2018. Mặc dù chưa bằng vụ dịch 2017, nhưng theo các bác sĩ, đây cũng là điều đáng báo động. Trung bình mỗi ngày, cơ sở giải phóng tiếp nhận khoảng 25-30 bệnh nhân. Các bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện có nhiều mức độ khác nhau, trong đó nhiều bệnh nhân không có dấu hiệu cảnh báo của bệnh. Cái sốt xuất huyết đanh ấy, thì trong những cái ngày đầu thì là thường là triệu chứng lâm sàng thì giống với các sốt virus khác, là bệnh nhân thường có sốt và có đau mỏi người. Từ ngày thứ 3, thứ 4 trở đi thì bắt đầu có các cái dấu hiệu sốt huyết có thể ngoài da, có các chấm sốt huyết hoặc là sốt huyết niêm mạc, nên là đi thăm khám sớm, tức là từ những cái ngày đầu khi bị sốt thì nên đến các bệnh viện, các cơ sở y tế. Ở đây chúng tôi có các xét nghiệm sàng lọc và xét nghiệm chẩn đoán sớm sốt xuất huyết đanh. Thế thì bởi vì là sao? Bởi vì là đến cái tầm từ tháng ngày thứ 4 ấy, ngày thứ 7 trở đi là bắt đầu đi vào cái giai đoạn nguy hiểm và bệnh nhân có thể có các cái biểu hiện nặng. Vì thế thành ra là bệnh nhân cần phải được phát hiện sớm. Còn tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, trong số 66 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng thì có tới 1/4 là các thai phụ. Hầu hết các thai phụ không biết mình bị bệnh vì không có những biểu hiện điển hình mà chỉ nghĩ mình bị sốt virus. Thai phụ này là một ví dụ. Vì em bé cũng có người đang chuẩn bị bước sang giai đoạn cuối rồi ấy. Thì cũng sợ ảnh hưởng đến tim hay là cái gì đấy. Bởi vì trước đấy thì em cũng không có, cơ thể em cũng không được khỏe. Thì từ lúc có em bé thì cũng bị dọa mất 1-2 lần rồi. Thì cũng lần này cũng hơi sợ. Những sản phụ có thai cần phải theo dõi đặc biệt cho nên là phải nhập viện. Vì những cái lý do ví dụ như là sốt cao thì có thể dẫn đến cái hiện tượng là ảnh hưởng đến thai, như là những trong những cái tháng đầu có thể gây sảy thai, và những cái tháng sau thì có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển dạ, có thể một số chuyển dạ sớm thì có thể đẻ non, hoặc trong quá trình đẻ thì nó sẽ xuất hiện cái quá trình gọi là rối loạn đông máu và có thể nguy hiểm tính mạng cho cả mẹ và cả con. Nhiều thai phụ bị sốt xuất huyết lo ngại về việc có thể phải bỏ thai. Bác sĩ khẳng định hiện nay không có chỉ định sản phụ mắc sốt xuất huyết phải bỏ thai. Nhiều sản phụ khi mắc bệnh, điều trị xong vẫn sinh con bình thường mà không ảnh hưởng gì. Điều quan trọng là khi thai phụ nghi mắc sốt xuất huyết, cần chủ động đi khám sớm, nhập viện điều trị. Trong quá trình nằm viện thì bệnh nhân được bù đủ nước và điện giải qua bằng đường uống, đường truyền, cộng với việc là mình sẽ theo dõi sát cái tình trạng các cái chỉ số trong máu cũng như là các cái tình trạng của thai. Nếu như là bệnh nhân có bất kỳ một tình trạng gì thì như là thiếu dịch, cô máu hay là thai có vấn đề thì các bác sĩ ở đây sẽ xử trí kịp thời bằng việc là bù dịch hạ sốt cộng với cả cho bệnh nhân phối hợp với cả chuyên khoa sản để thăm khám và kiểm tra cho thai cho kịp thời. Các bác sĩ khuyến cáo hiện đang là giai đoạn đỉnh dịch sốt xuất huyết, vì vậy người dân cần chủ động để phòng bệnh. Bên cạnh đó, nếu có biểu hiện sốt cao lâu khỏi và các dấu hiệu nghi sốt xuất huyết thì cần đến sở y tế khám và làm xét nghiệm để được phát hiện, điều trị sớm, hạn chế các biến chứng nặng không đáng có. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua tại nhiều tỉnh Nam Bộ, thời tiết đang có sự thay đổi chuyển từ mùa nắng sang mùa mưa. Môi trường ẩm ướt, nền nhiệt giảm mạnh về đêm, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn virus sinh sôi gây bệnh, khiến cho số lượng trẻ em đến khám và điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên gia tăng đột biến. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi.
Tại khoa nội nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Phú Yên, từ giữa tháng 9 tới nay, liên tục quá tải vì số bệnh nhi nhập viện tăng cao. Hiện số lượng trẻ nằm tại khoa mỗi ngày luôn dao động từ 130 đến 160 ca, trong khi đó tại khoa chỉ có 80 giường bệnh. Theo số liệu thống kê của khoa nội nhi tổng hợp, chỉ tính riêng trong 20 ngày đầu tháng 10, khoa đã tiếp nhận gần 800 ca bệnh nhi và con số này đang tiếp tục tăng. Số bệnh nhân nằm tại khoa dao động từ 130 đến 160 bệnh nhân và chủ yếu xuất hiện nhiều và các bệnh về hô hấp, đặc biệt là bệnh viêm hô hấp cấp ở trẻ em, bệnh hen suyễn và một số bệnh như là sởi, tay chân miệng. Các bệnh về đường hô hấp có diễn biến bệnh nhanh, nhiều trường hợp nhập viện tuyến dưới nhưng phải chuyển viện gấp do bệnh trở nặng. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhi nhập viện với triệu chứng nặng là do gia đình tự ý điều trị tại nhà. Cháu ban đầu là nó phát sốt tại nhà, cái nó bị ta co giật, xong đưa xuống bệnh viện Đồng Xuân, huyện Đồng Xuân á, xong nằm được 3 ngày. Cháu nó không bớt mà nó càng lên ói. Cho nên bệnh viện ở đó chuyển vô tỉnh, bệnh viện tỉnh. Ở nhà cũng ngay 2 ngày rồi mà khám bác sĩ nó uống thuốc nó không có hết. Nên chừng nó thấy nó cứ đưa đường miết à, nên bà nội em cho đi vô nhập viện luôn. Hiện nay, thời tiết đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nắng mưa đan xen, độ ẩm cao, tạo môi trường cho virus vi khuẩn phát triển. Bên cạnh đó, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn và thay đổi liên tục rất dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp ở trẻ em. Chính vì vậy, các bậc phụ huynh nên chú ý trong cách chăm sóc trẻ trong thời điểm hiện nay. Các bậc phụ huynh nên lưu ý, thứ nhất là phải cho cháu sinh hoạt trong cái môi trường thoáng, đầy đủ ánh sáng, thông gió tốt. Thứ hai nữa là tránh tình trạng là tắm lạnh và bị gió lùa. Thì mình phải tắm cho cháu ở trong cái vùng mà nó buồng tắm nó kín đáo một chút và nhiệt độ ấm. Và thỉnh thoảng thì cho cháu xúc nước ấm bằng miệng ở dưới buổi sáng hoặc là khi ngủ dậy. Hiện tại, số bệnh nhi nhập viện điều trị chủ yếu là các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa. Bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết đã giảm đáng kể so với thời điểm trước. Tuy nhiên, 2 tháng trở lại đây, bệnh nhi mắc tay chân miệng đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Được khởi động trên mạng xã hội từ năm 2013 với sứ mệnh xây dựng những căn nhà an toàn cho người dân vùng lũ, dự án nhà chống lũ do chị Phạm Thị Hương Giang và một vài người bạn thành lập đã nhanh chóng được cộng đồng đón nhận bởi cách tiếp cận và ý tưởng thực hiện hiệu quả. Sau gần 6 năm triển khai, dự án này đã mang lại hơn 700 căn nhà cho người dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Hơn 700 căn nhà an toàn, 124 bể chứa nước sạch, 50 nhà vệ sinh tại 11 dự án trên cả nước, giúp cho hơn 3.500 người sống an toàn sau lũ. Đây là những kết quả tích cực sau khoảng thời gian gần 6 năm dự án nhà chống lũ đồng hành cùng người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Con số này chưa phải là quá lớn nhưng đã minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người làm dự án nhà chống lũ. Và tối qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, một lần nữa, những người đồng hành với dự án này lại chung tay khởi động chương trình Làng Hạnh Phúc nhằm tạo cuộc sống bền vững cho người dân. Có những người thậm chí có nhà rồi, không chỉ là họ có sẵn nhà, không phải là những người khó khăn mà như là chúng tôi cần phải hỗ trợ, thì họ cũng vẫn bỏ nhà của họ đi. Thì tại sao lại có cái câu chuyện đó? Chứng tỏ là nhà cũng chưa phải là cái duy nhất để giữ họ lại, họ cần phải có sinh kế bền vững. Thế thì nhà chúng lũ mới nghĩ rằng là tại sao trong cái quá trình mình xây dựng, mình hỗ trợ người dân xây nhà như vậy, tại sao mình không làm thành một cái cộng đồng hạnh phúc? Trong đó không chỉ là câu chuyện nhà, mà nó còn là câu chuyện văn hóa, mà nó còn là câu chuyện về môi trường sống. Với sứ mệnh xây dựng một mô hình cộng đồng kết nối mạnh mẽ và bền vững, Làng Hạnh Phúc sẽ tập trung cải tạo không gian và điều kiện sống, tạo điều kiện hỗ trợ sinh kế cho người dân, đồng thời bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Hiện dự án đang tiến hành xây dựng ngôi làng đầu tiên tại Nóc Lâng Loan, thuộc huyện Nam Trà My, Quảng Nam, nơi có hơn 70 hộ dân tái định cư, người Sơ Đăng sinh sống. Mỗi một người dân Việt mà chỉ cần trồng một cây xanh thôi, thì cái cây này nó sẽ ở với mình cả mấy trăm năm. Và nó cho cả triệu triệu người hưởng cái lợi từ cây, từ rừng, từ nhà hạnh phúc, từ tất cả những điều đó để tạo nên. Thì Nhung cho rằng chúng ta sống ở trên cuộc đời chỉ có một ước nguyện là được hạnh phúc. Và thứ hai, chỉ có hạnh phúc khi có ba cái điểm xanh: trời xanh,
biển xanh và đất xanh. Và cái mục tiêu của chúng tôi thì là cho năm 2020 này, là thứ nhất là sẽ làm 181 căn nhà, bao gồm 60 căn nhà ở các cái vùng miền khác nhau. Ngoài ra là 120 căn nhà ở hai cái làng Hạnh Phúc, Nam Trà My và Bắc Trà My. Rồi trồng bắt đầu khởi động một cái dự án 1 triệu cây xanh tại Kon Tum và tại một số các cái vùng ven biển và thành phố. Rồi làm hai cái công viên Hạnh Phúc xanh, tại vì ở đô thị chúng ta cũng gặp những vấn đề thiếu cây xanh. Chung tay là phương pháp được Quỹ Sống Bền Vững lựa chọn áp dụng. Thông qua phương pháp này, người dân địa phương sẽ chủ động tham gia trực tiếp trong việc xây dựng tổ ấm của mình. Cùng với sự giúp đỡ từ các chuyên gia, cộng đồng, doanh nghiệp, nhà chống lũ sẽ là chiếc cầu nối cho tất cả những cánh tay cùng xây dựng hạnh phúc. Với những bệnh nhân điều trị lâu dài tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, đặc biệt là bệnh nhân nghèo, bệnh tật đã khiến cho họ kiệt quệ về kinh tế và suy sụp về tinh thần. Thấu hiểu được nỗi lo đó của người bệnh, hàng tháng Bệnh viện Đà Nẵng cùng với các tình nguyện viên là nghệ sĩ không chuyên đến từ các đoàn thể khác nhau đã cùng nhau tổ chức chương trình Vòng Tay Nhân Ái, Hát Cho Bệnh Nhân Tôi Nghe nhằm quyên góp và mang ca từ xoa dịu nỗi đau bệnh tật cho những bệnh nhân tại đây. Mặc dù đúng 18 giờ, chương trình Vòng Tay Nhân Ái, Hát Cho Bệnh Nhân Tôi Nghe mới chính thức bắt đầu, nhưng tại khuôn viên hội trường Bệnh viện Đà Nẵng đã chật cứng người bệnh đến tham gia. Ánh mắt họ người sáng, ánh lên niềm vui thật rạng rỡ, chăm chú dõi theo từng ca từ được vang lên. Giờ đây, đắm chìm trong không gian du dương của bệnh viện không còn là nỗi đau đớn dày vò thường ngày do bệnh tật mang lại, mà chỉ còn lời ca, tiếng hát sâu lắng, thấm đượm tình người mà người nghệ sĩ dành tặng đến những người bệnh nhân áo xanh, giúp họ vượt qua nỗi đau thể xác trong quá trình điều trị. Những đội mà tình nguyện là cũng như cơ sĩ cũng như là bệnh viện đã tổ chức những đêm du lưu như này là còn nhiều hơn là còn ý nghĩa và sâu sắc hơn. Với tình nguyện viên là những nghệ sĩ không chuyên đến từ nhiều đoàn thể khác nhau, lời ca tiếng hát của họ còn thêm ý nghĩa và giàu giá trị nhân văn, thấm đượm tình người, bởi đó là liều thuốc tinh thần mang đến sự ấm áp cho những người bệnh bị bệnh tật dày vò, xoa dịu những mảnh đời mà cuộc đời của họ phải ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Cuối tháng thì tụi mình cũng có thường tham gia các chương trình như vậy, giao lưu cho bệnh nhân, mình có thể hát cho bệnh nhân nghe và bệnh nhân hát, thì mình thấy là giữa không khí bệnh nhân, các diễn viên và các bác sĩ, y tá rất là hòa đồng, rất là vui, bệnh nhân rất là, mình thấy là tinh thần rất là phấn khởi rất là nhiều, phấn chấn rất là nhiều. Khi mỗi lần mình đến là mình cảm thấy là bệnh nhân càng ngày là càng phấn khởi hơn, thì mình hy vọng đó cũng là một chút tinh thần để động viên cho bệnh nhân trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Theo chia sẻ của Bệnh viện Đà Nẵng, chương trình Vòng Tay Nhân Ái Hát Cho Bệnh Nhân Tôi Nghe là một sự kiện thường niên được tổ chức đều đặn mỗi tháng một lần. Chương trình là biểu tượng của chiếc cầu yêu thương, là nơi gắn kết giữa bác sĩ và bệnh nhân, là nơi của sự chia sẻ, đồng cảm. Thông qua lời ca, tiếng hát, những nhân viên y tế sẽ thấu hiểu hơn nỗi lòng của người bệnh đang điều trị tại đây. Chương trình này nó rất thích cho nhiều các bệnh nhân trong quá trình điều trị. Và đó thì đã kết nối những nhiều mạnh thường quân hơn nữa để giúp cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn để an tâm điều trị tại bệnh viện. Hiện nay, chương trình Vòng Tay Nhân Ái Hát Cho Bệnh Nhân Tôi Nghe đã được Bệnh viện Đà Nẵng nhân rộng mô hình sang nhiều bệnh viện khác trên địa bàn thành phố như Bệnh viện Ung Biếu Đà Nẵng. Đây là một chương trình giàu ý nghĩa, thấm đượm giá trị nhân văn sâu sắc về tình người, nhất là với những bệnh nhân nghèo. Với tiêu chí là góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên mọi nẻo đường, sáng nay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Câu lạc bộ Bạn Hữu Đường Xa Xứ Nghệ đã tổ chức lễ ra mắt và kỷ niệm 2 năm thành lập. Bạn Hữu Đường Xa Xứ Nghệ là tổ chức phi lợi nhuận tham gia hoạt động tự nguyện. Sau 2 năm thành lập và hoạt động, Bạn Hữu Đường Xa Xứ Nghệ đã tạo được sự lan tỏa với tiêu chí nhường tuyệt đối và tinh thần văn hóa, an toàn, đoàn kết, nhân ái với tất cả các thành viên trong nhóm và bạn hữu gần xa trên toàn quốc. Trong 2 năm qua, cùng với sự giúp đỡ của Ban Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bạn Hữu Đường Xa Xứ Nghệ đã tạo được ấn tượng tốt đẹp và nhiều việc làm hữu ích về an toàn giao thông, đặc biệt là tạo được sự đoàn kết, giao lưu học hỏi nhằm nâng cao văn hóa giao thông, nâng cao kiến thức và ý thức khi tham gia giao thông cho các thành viên.
Ngoài ra, bạn hữu đường xa xứ Nghệ cũng đã bắt tay tương tác với hàng chục group bạn hữu đường xa các tỉnh khu vực, group hội lái xe, group SOS nhằm tăng cường giao lưu học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau khắc phục sự cố xảy ra, mục đích mang lại sự an toàn, giảm thiểu thiệt hại về tai nạn cho mọi người khi tham gia giao thông. Thưa quý vị, hiện tại đang là cao điểm mùa cưới năm 2019. Cũng chính vì thế mà thị trường các sản phẩm phục vụ mùa cưới như là nhẫn cưới, áo váy cưới đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Năm nay, sản phẩm cưới được các cô dâu chú rể tương lai lựa chọn theo tiêu chí là đơn giản, với ngọc đá đính kèm tinh tế, nhưng vẫn làm tôn lên vẻ đẹp của chủ thể trong sự kiện quan trọng nhất của mình. Tranh thủ ngay đi chụp ảnh cưới, vợ chồng chị Thu đã tới cửa hàng để tìm nhẫn cưới cho gia đình mình. Một chiếc nhẫn giản đơn, con đá đính kèm được chị lựa chọn cho sự kiện trọng đại của đời mình. Em là thích là đơn giản, không thích quá cầu kỳ, mà trong nhẫn của bên mình nó cũng khá là sáng. Sáng và đơn giản đúng theo yêu cầu của bản thân, mục đích của bản thân ấy. Thì em đã quyết định chọn được một vài thứ, vừa là nhẫn cưới vừa là của để hồi môn để trao cho bố mẹ sắp tới, sắp sẽ trao cho em về nhà chồng. Đơn giản, dễ dàng đeo là xu hướng lựa chọn nhẫn cưới cho mùa cưới 2019. Bởi không chỉ là vật dụng được dùng một lần trong ngày cưới, chiếc nhẫn cần phải được thiết kế để tiện lợi cho cô dâu và chú rể, dễ dàng sử dụng hàng ngày cho đến suốt đời. Họa tiết nếu có cũng được thiết kế tỉ mỉ nhưng giản đơn tạo điểm nhấn. Yêu cầu này được các đơn vị sản xuất nữ trang đặc biệt lưu ý trong các bộ sưu tập trang sức mùa cưới năm nay, như bộ sưu tập Hạnh phúc bất tận của Bảo Tín Minh Châu là một ví dụ. Bộ sưu tập nhẫn cưới Hạnh phúc bất tận Bảo Tín Minh Châu chế tác năm nay thì nó có điểm chung, đó là tất cả các họa tiết biểu trưng cho tình yêu đôi lứa được làm từ vàng 24K, vàng 14K và 18K, được gắn đá quý và kim cương, giúp cho các cặp đôi dễ dàng lựa chọn, dễ dàng sử dụng và song hành cùng hạnh phúc đôi lứa theo năm tháng. Năm nay thì thị trường nhẫn cưới thì khá là đa dạng, và mình chọn một mẫu vàng trắng thì để cho nó phù hợp và trẻ trung hơn. Mình thấy là các mẫu thì rất là đa dạng, phong phú và dễ đeo. Xu hướng đơn giản cũng lan rộng sang cả tiêu chí lựa chọn áo váy cưới. Theo các đơn vị kinh doanh mặt hàng này, mùa cưới 2019, phần đông cô dâu chú rể lựa chọn các sản phẩm áo dài, váy áo cưới nhẹ nhàng, tô điểm thêm đá hoặc thêu tinh tế, nhẹ nhàng là chủ đạo. Áo cưới năm 2019 đó là chất liệu thật sự là nhẹ nhàng và được thêu tay, đính kết bằng đá Vasaki, làm cho cô dâu rất chi là lộng lẫy. Còn về áo dài của cô dâu và mẹ cô dâu thì các bạn có thể là mặc lụa tơ tầm bảo lộc nhẹ nhàng và thêu tinh tế, làm vừa sang trọng vừa đẹp. Mùa cưới thường bắt đầu từ tháng 8 âm lịch và kéo dài đến tháng 2 năm sau. Tuy nhiên, cao điểm nhất vẫn là các tháng mùa thu 10, 11, 12 do thời tiết mát mẻ. Giới chuyên gia trong lĩnh vực này cho rằng, sắm một món đồ cưới vừa đơn giản vừa tinh tế sẽ giúp cô dâu chú rể đẹp hơn trong sự kiện trọng đại của đời mình. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.